Năm 2023 được dự báo là năm hạn hán xảy ra nghiêm trọng. Và thực tế từ đầu năm đến nay thì đã xuất hiện tình trạng hạn hán cục bộ. Tại tỉnh Nghệ An thì các hồ chứa thượng nguồn đã phải tổ chức điều tiết nước chống hạn cho vùng hạ du 3 lần. Mặc dù vậy, những vùng hạ du vẫn xảy ra tình trạng hạn hán. Mặc dù các hồ chứa nước vùng thượng lưu đã điều tiết nhưng vùng hạ du vẫn khó khăn về nước tưới. Do đó, Chi cục Thủy lợi tỉnh Nghệ An đưa ra khuyến cáo cần phải có phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ cây dùng nhiều nước sang cây dùng ít nước. Về lâu dài, các địa phương cần tổ chức rà soát lại hệ thống thủy lợi và khả năng cung cấp nước tưới. Chỉ những diện tích sản xuất an toàn mới đưa vào kế hoạch để sản xuất chắc ăn hai vụ, đồng thời chuyển đổi hẳn cơ cấu cây trồng trên những diện tích không đảm bảo.